rồi á là lên live rồi thách thức người đó, tự mình thách thức, đưa ra thách thức thám tử cao. Các bạn nhớ không, live liên tiếp hai ba viện đưa ra thách thức thám tử cao, thì thách thức nó thì nó chơi lại cái chuyện giữa mấy người thích chơi nhau gì thì chơi, đúng không? Đó. Nhưng mà cái đặc biệt là những cái mà thằng thám tử cao nó thách, nó đối đáp lại thì nó vẫn còn giữ nguyên clip. Còn cái người kia vừa thách thức xong là xóa clip, rồi ngày hôm sau lại lên thách thức rồi lại xóa clip, nửa đêm ra live thách thức rồi lại xóa clip. Là sao? Mình thách thức người ta rồi mình phải để cái lời của mình nói như thế nào, rồi thằng kia nó trả lời như thế nào, rồi lấy hai cái đó ra mới so sánh. Ví dụ như bây giờ bên bà chị đó, bà thách thức, rồi ông thám tử cao nó trả lời lần thứ nhất, đúng không? Hai bên có đi đến thống nhất chưa? Nếu mà hai bên đã chốt kèo thống nhất, tôi đồng ý quan điểm với cậu vậy, cậu đồng ý quan điểm tôi rồi, bắt đầu chúng ta chơi. Như vậy thì nó mới thành hợp đồng chứ. Làm gì có cái chuyện hợp đồng mình đưa ra thách thức, mình đưa ra điều kiện 1, 2, người ta đưa ra điều kiện 3, 4. Hai bên chưa đến thống nhất thì tôi hỏi các bạn, chưa đến thống nhất thì cái hợp đồng về mặt giao kèo rồi chưa ký kết thì làm sao nó có hiệu lực, đúng không? Rồi qua ngày thứ hai rồi cũng lên đưa ra điều kiện thách thức. Bây giờ nếu nó thám tử cao nó lật kèo, trong cuộc chơi mà đâu có tin tưởng được ai, họ sẽ lật kèo, vì thế mình thách thức như thế nào thì mình phải giữ cái clip, giữ những cái lời mà mình đã đưa ra thách thức. Hồi đó tao thách thức với mày như thế này, vào lúc mấy giờ mấy giờ tao ngồi trên xe, tao live stream, tao thách thức tại đâu, đưa ra rõ clip hình ảnh quay, rồi mình những cái lời nói của mình đâu. Ông bà ta hay nói là lời nói thì gió bay, đúng không? Người ta thách thức thì phải có cái lời chứ. Không có, cái người đưa ra thách thức thì không có, mà cái người trả lời thì lại còn y nguyên. Chơi xong rồi vừa thách thức xong cái đang thách thức nửa chừng cái xóa clip, đang chơi xong cái xuống cái clip này tao để nguyên, rốt cuộc xóa clip. Toàn bộ những cái clip bên Malaysia đều xóa hết. Chỉ có khi nào mà mình leo lên được cái hạng thương gia, mình ngồi trên ghế vé máy bay đàng hoàng rồi thì mình mới dám like. Nhưng mà còn cái điều kiện mà like như thế nào để lấy được 120 triệu á, thì mấy người tự nói với nhau. Còn tại sao vô đây nói tôi là 120 triệu rồi đi vô đòi tôi rồi phải quỵt thành 241 triệu, 40 triệu. Như vậy mấy người dựa trên cơ sở nào, bằng chứng nào, tôi có đưa ra lời thách thức nào không, tôi có kèo có cột chặt người nào hay không? Trời, nên nhớ tụi tôi là dân là từ đâu ra, không phải dân ngu khu đen đâu hả? Tôi đã chơi là tôi phải gài chặt. Mà tôi ghét nhất là cái trò mà cá cược này nọ nhau, tôi rất ghét nha các bạn. Nếu mà ai muốn gì với tôi á thì chúng ta cùng nhau đến BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Ngày hôm xưa bà, hồi xưa các bạn nhớ bên Thiền Am không, bà Thanh Trần bà cũng nói tôi thế này thế kia, thách tôi thế này thế kia đó, nó khỏi thách thì tao với mày cùng đến BC02 Công an nói làm gì. Ngày hôm qua nhờ một người bạn cũng rất thân với tôi để nói với tôi nó khỏi nói nhiều, kêu nó cầm những cái chứng cứ đi qua BC02 làm việc, tôi không làm việc chỗ khác, nó có chứng cứ nó cứ cầm tới đi, nếu có chứng cứ chính miệng tôi nói thì tôi sẽ thực hiện. Tụi bay lên bay nói miệng không mà tự nhiên viết cái tay Tết ra, đưa 120 triệu cho người ông Bến Tre, nó là công đức vô lượng. Ủa, tao có tiền tao đi làm, tự tao đi làm chứ cần gì phải làm chứ tụi bay. Làm cho tụi bay để rút cuộc tiền người ta bỏ ra, còn tụi bay thì được tiếng. Ủa, giàu lắm mà, nói toàn là mấy ngàn tỷ này nọ ghê ghê gớm, là sao không bỏ tiền túi ra đi làm công đức cho bà con đi. Rồi một cái điều mất dạy nhất là các bạn biết gì không, cứ giờ vô người dân miền Tây nghèo lắm, người dân Bến Tre khổ lắm mà phải giúp cho đổi đi. Ủa, sao mà hạ nhục người dân miền Tây có vậy, sao biết người ta nghèo khổ, sao biết người dân Bến Tre nghèo khổ? Xin thưa với các bạn á, là thiếu nước, khan hạn nước không có nghĩa là nghèo khổ. Người ta có tiền nhưng mà nó ở vùng quê nó xa, người ta không mua được nước chứ làm sao nghèo khổ, đúng không? Cho nên á, tôi ăn chụp 120 triệu đâu thì có bằng chứng thì cái việc đưa ra. Tao cá với mày khi nào?
tao chưa cá với bất cỡ nhưng chị đại mày còn chưa đủ tư cách để mình mà nói chuyện cá cược chứ tao tao không bao giờ cá cược. Tao rất khinh những người nào cá cược, nó cỡ với mày làm gì hả? Một xấp tiền giấy 200 ngàn là nói 20 triệu, cô chúa mà biết ai à, cái đó là 200 triệu hay 20 triệu hay là không. Muốn nói không, ngày mai tao làm cho một bài, tao nói tao đưa hình ảnh ra tao nói luôn không. Rồi ngày mai tao sẽ hỏi thăm sức khỏe một lần nữa ha. À, mấy bạn cầm cờ lê đó làm việc đi nha, làm việc thoải mái để kể cho nó nghe, các bạn cho nó vô nghe, nó cho nó nghe cho nó vô đi rồi các bạn lóc, cho nó vô đi rồi lóc. Tụi bay vô nhiều ta được like nhiều chứ có gì đâu, cứ cho nó vô thoải mái để like được khoảng chừng nó vô khoảng 1-2 giây xong rồi các bạn lóc, đúng không? Sống ở đời nó phải có biết giữ gìn nhục chứ. Tiền thì đương nhiên tụi tao là làm chuyện làm từ thiện với tụi tao là cái chuyện với tụi tôi nha các bạn, chứ tôi với các bạn nè là cái chuyện bình thường, nó như là chuyện cơm bữa hết vậy. Và chúng tôi coi cái việc mà chúng tôi làm từ thiện giúp người nghèo hay giúp này nọ kia đó là cái trách nhiệm của mình, là chuyện đương nhiên phải làm, không có gì để nói hết, đâu cần tụi bay nhắc nhở. Anh biết từ đầu năm giờ tao làm bao nhiêu tiền chưa, mày muốn biết không? Thậm chí trong cái nhà của cất cho cái thằng bé tên gì đó vừa rồi ông thám tư cao nó làm cái chụp hình đó, mày muốn biết tao có nhiêu tiền đó không? Nói cho mày biết luôn, nó không có phô trương ra đừng có nói. Còn trong khi nhưng mà tôi thật các bạn, tôi giúp người nào dù có 1.000 một xu nữa cũng là tiền mồ hôi nước mắt của tôi bỏ ra. Tôi từng nói với khán giả tôi là các bạn trên kênh coi kênh tôi là các bạn yên tâm đi, cái những cái đồng tiền YouTube này tôi đưa vào những cái nơi mà hỗ trợ người này người kia, và cái đó là cái những cái hỗ trợ từ thiện, nó không phải riêng của cá nhân tôi mà có sự đóng góp của các bạn. Cho nên những bạn nào vô kênh tôi coi là cứ một view một like của các bạn là sẽ được chia sẻ tới cho những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên tôi nói những bạn nào coi trên kênh tôi là công đức vô lượng. Thế mà những cái đứa cái lỗ tai nó hình như nó chưa ngoáy lỗ tai, nó phải đi ngoáy lỗ tai. Nó không, tôi nói tiếng Việt Nam, tôi không có nói tiếng Lát, tôi không có ghép cái tiếng Anh, không có nói giữa tiếng Việt Nam mà giờ ghép tiếng Anh vô, không tiếng Anh không biết mấy chữ nghĩa bằng ai mà nó lát cái ghép vô. Nó nghe nó không hiểu, tôi nói tiếng Việt Nam rất rõ mà nó nghe nó không hiểu. Nó về nó đưa cái nó lên cái tay tết là công đức vô lượng. Rồi bây giờ tới một cái con nào đó nó giật giật nó thoát được bên kia, nó chạy về đây nó để 120 triệu là công đức vô lượng. Tôi nói là khán giả công đức vô lượng. Còn các bạn ở đối với tôi á, nó chửi tôi nhiều chừng nào tôi cảm ơn tụi nó chừng đó. Tại theo thuyết nhà Phật có nghĩa là tôi mắc nợ. Hồi trước tôi mắc nợ thì tôi hay trước tôi trước tôi cũng mấy kiếp trước tôi cũng quậy cũng bực tụi nó nhiều quá. Nên kiếp này cái này qua giờ khi tôi thấy cái việc đó không thành đâu, tôi buồn, sáng thì tôi đâu có lên like đâu các bạn. Tôi tưởng là úp sọt đó, được thắng tư cao tôi mừng quá, tôi lấy được ba kênh YouTube của nó. Tôi ta lấy luôn toàn bộ khách hàng của nó luôn. Rốt cuộc tôi chả lấy được cái gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì chơi mà chạy. Đúng không? Dù cho người đó, bạn Xuân Mai nói nếu có vậy thì người đó phải ra mặt nói. Dù cho người đó ra mặt nói cũng không có giá trị. Phải có bằng chứng, phải có giấy tờ. Ôi bây giờ nhiều đứa tụi nó lên mạng xã hội, hàng ngày nó lên trên mạng nó ngồi ra rả. Mình nói nguyên cái clip tiếng hồ nó ghép có một câu ra ngủ, nó ghép ông ghép bà ghép cố bà nội nó lại, nó ngồi nó chửi bới người ta, mặt nó chay nó có cá độ chứ thắng được cao người đó thắng. Để tôi úp sọt nó, để tôi lấy hết mấy cái kênh của nó luôn, mà rốt cục nó có cái miệng không à, rồi chắc Đó là một cái clip, là cái hôm đó là tôi có cái clip này phải không các bạn? Tôi cắt ra tôi chứng minh một cái là bạn thấy tôi có nói cái gì không? Trong cái clip này tôi có nói cái gì cắt ghép không? Rồi nha. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai. Nói là phải có bằng chứng như vậy đó mà chúng nó còn chạy làng tới mức độ như thế. Là các bạn biết tới cỡ nào rồi ha. Các bạn đợi mình chút. Đây. Mình lấy cái phần của thám tử cao nó mới nói ngày hôm qua lên này nha. mấy cưng á, khi mà đọc thông tin hoặc là nghe tôi nói á nha, thì để ý kỹ câu từ tôi chốt rất là chặt, làm thực hiện đúng như là tôi nói đi. Tôi khóa rất là chặt. Hãy nhớ một cái nè, câu điều kiện if and nó khác với or. And là gì? Là và đó, cái này và cái này thì mới ra được cái câu điều kiện, mới ra được cái này,
Được chưa? If then á, chưa không có o là thực hiện chuyện thứ nhất, o là hoặc ạ. Chuyện thứ hai, tôi nói rất là chặt, nhưng mà gì, tôi nói là cái điều kiện một và cái điều kiện để mình giải thích nha. Nhiều người nó giỏi tiếng Anh, nhưng mà nhiều người nó lên nó lo nó mỏ hổn chửi, nó học tiếng Anh cơ bản vài cái tiếng thông thường, tiếng bồi nó cũng chưa chịu học, nó không có hiểu người ta nói cái gì. If có nghĩa là nếu, and có nghĩa là và, o có nghĩa là hoặc. Người ta như vậy thì cái câu người ta, cái câu chủ đề người ta đề là nếu trong trường hợp này xảy ra, thì tiếng Anh cái chữ nếu nó có nghĩa là if. Còn hay là anh thực hiện trong trường hợp này cho tôi điều kiện A và điều kiện B. Điều kiện A và điều kiện B nó có nghĩa là dấu cộng đó các bạn, chữ và là chữ and đó. Có nghĩa là anh phải thực hiện đầy đủ hai điều kiện. Điều kiện A và and điều kiện B có nghĩa là điều kiện A là điều kiện cần và điều kiện B là điều kiện đủ. Giống như luật đó. Nghĩa là phải đủ cái điều kiện đầu tiên và đủ cái điều kiện cuối cùng thì cái yếu tố nó mới thành lập. Còn nếu người ta nói chữ O có nghĩa là hoặc, hoặc có nghĩa là anh có thể làm theo điều kiện A, hoặc là điều kiện B có nghĩa là người ta đưa ra hai cái điều kiện, anh có quyền chọn lựa là một trong hai điều kiện đó. Như vậy thì nếu mà nó đưa ra hai điều kiện đó, hoặc là làm gì, hoặc làm gì, có thể thì chỉ cần làm một trong hai điều kiện đó là ok, thành công, đúng không? Hoàn thành. Còn nếu anh phải làm cái điều kiện A và cái điều kiện B cho tôi có nghĩa là A, N, B, thì lúc đó nó phải đủ hai cái điều kiện thì nó mới thành công, mới hoàn thành, đúng không? Còn người ta nói nếu trong trường hợp chị live stream và đóng dấu nhập cảnh ngay tại cơ quan nhập cảnh, live stream và đóng, nghĩa là live stream và đóng dấu nhập cảnh chứ không phải là đóng dấu xuất cảnh, đúng không? Người ta nói rất rõ, tôi phải nghe sao vậy? Nên bây giờ nghe lại nè, nãy tôi giải thích cho các bạn nghe nhé. Rồi bây giờ mình nghe lại cho kỹ để lỗ tai tụi nó, nhiều khi nó phải về nó làm lại. Chứ không phải của chúng ta đâu. Đang đi thuê nhà ở bên quận 7. Được chưa? Ở gần chỗ bà là phường cách. Thôi, bỏ qua mấy cái phần đó đi. Giả kho máy đo huyết áp Fusaka nhập khẩu chính hãng Nhật Bản. Dạ. Tại mày lấy phần trực tiếp của nó thôi. Cái tổ chức ở bên ngoài đi chuyển tiền, tiền nó của người ta. Cái mấy tiền mà chụp qua chuyển lại, khi mà đọc thông tin hoặc là nghe tôi nói á nha, thì để ý kỹ câu từ tôi chốt rất là chặt, làm thực hiện đúng như là tôi nói đi. Ừ, tôi khóa rất là chặt. Hãy nhớ một cái nè, câu điều kiện if n nó khác với o. N là gì? Là và đó, cái này và cái này thì mới ra được cái câu điều kiện, mới ra được cái này, được chưa? If then á, chưa không có o là thực hiện chuyện thứ nhất, o là hoặc ạ. Chuyện thứ hai, tôi nói rất là chặt, nhưng mà gì, tôi nói là cái điều kiện một và cái điều kiện thứ hai, nhưng mà không thực hiện hai điều kiện đó thì làm sao mà có, không đúng điều kiện sao mà đòi thưởng 120 triệu được. Ừ, thấy không, tôi nói rất rõ điều kiện một và điều kiện thứ hai, không có đủ điều kiện nữa làm sao mà có. Ủa, đây rất rõ ràng phải không các bạn, còn gì nữa à? Biết sao, tại vì những đứa trình độ thấp à, nó không có nghe được câu từ đó. Đọc kỹ đi, đưa chứng cứ lên đó. Mở cho người ta nghe cho rõ thì tự hiểu gì. Tôi nói gì nè, like ở sân bay và đóng dấu mộc hải quan, được chưa? Hoặc là like ở đóng dấu mộc hải quan nhập cảnh, trong xuất cảnh là chuyện bình thường, thấy chưa? Like ở sân bay, điều kiện đó nè, like nếu like ở sân bay và đóng dấu mộc hải quan nhập cảnh. Bạn nghe rõ không? Lai ở sân bay và đóng dấu mộc hải quan nhập cảnh. Đây là tôi để cái người cá cược họ nói, chứ tôi không có cá. Người cá cược họ nói chứ tôi không có cá nha. Rồi một lát tôi sẽ nói tới phần của tôi. Đây.
Các bạn nghe rõ gì? Lai ở sân bay và đóng dấu mật nhập cảnh. Mấy cái lỗ tai lên nghe. Nghe thì không nghe, cứ thấy con số 120 triệu dắt dò rồi chạy. Chạy đâu? Muốn chạy vô trong kia ngồi à? Lo đường đi được. Nhập cảnh vô. Chứ chạy rồi mà, sao nó được kịp. Đâu? Hoặc là nhập cảnh vô. Có vô một đàng hoàng, đường đường chính chính ở đây nhà tôi đây, tôi live stream mấy tiếng hồi đó. Ok chưa? Đất nước nào cũng có luật pháp chứ. Người ta cũng ở bên Malaysia, đâu lại ầm ầm đó, giống như bà Tiền đó, bà ở bên Malaysia đó, bà lại ầm ầm đó, mấy tiếng đồng hồ đó, làm gì báo không? Không. Đúng không? Ít đen á, trình độ thấp á, nó không có nghe được câu từ đó. Đọc kỹ đi, đưa chứng cứ lên, mở cho người ta nghe cho rõ, thì tôi tự hiểu gì. Tôi nói gì nè, like ở sân bay và đóng dấu mộc hải quan, được chưa? Hoặc là lai ở ha, đóng dấu mộc hải quan nhập cảnh, trong xuất cảnh là chuyện bình thường, lo đường đi được, nhập cảnh vô chứ chạy rồi mà sao nó được kịp đâu. Hoặc là nhập cảnh vô có dấu mộc đàng hoàng, đường đường chính chính ở đây nhà tôi đây, tôi livestream mấy tiếng đồng hồ mình đó. Ok chưa? Đất nước nào cũng có luật pháp chứ. Người ta cũng ở bên Malaysia, đâu lại ầm ầm đó, giống như bà Tiền đó, bà ở bên Malaysia đó, bà lại ầm ầm đó, mấy tiếng đồng hồ đó, hay làm gì báo không? Không. Đúng không? Dù riêng cách sắt đó, có ổn đâu. Dù riêng cách sắt là có thật. Hành vi đó là đi lấy tiền của người ta. Bà nói là gì, chuyện nó không vi phạm pháp luật. Ủa? Bà nói là gì, tới kiếm nhỏ đó mà nhỏ đó không có ở nhà. Cái nhậu giúp. Đó. Là các bạn nghe rất rõ không? Ừ. Hoặc là like tại sân bay khi mà nhập cảnh vô có đóng đưa cái hộ chiếu lên đó, có đóng dấu mộc rõ đàng hoàng và like ngay tại đó. Hoặc là o là like ngay tại cái nhà ở của mình. Tại nhà ở của mình. Mà nó đưa chứng, nó đưa một cái thí dụ như cái bà, cái cô gì đó, cô Hồ Tuyền gì đó, cổ lai tại nhà cổ mấy tiếng đồng hồ đó. Ủa mình có nhà, dù có nhà thuê, nhà mướn cũng được, nhà nào cũng được. Nghĩa là mình ở tại đó mấy tiếng đồng hồ, tại sao không lai trực tiếp tại đó? Đúng không? Tại vì sao không lai các bạn? Sai sợ, lai sợ tụi kia nó định vị, nó tìm cái địa chỉ. Đang ngồi trên xe ô tô lai, nhưng mà thách thức hơn 8 tuổi cao, cái thấy có ai tới lật đật là xuống lai là tắt luôn. Rồi mấy cái clip lai đó đâu? Mấy cái clip like ở bên đó đâu, mấy cái clip like mà thách thức chứ thám tử cao đâu, đưa lên. Tại sao không đưa? Phải có người thách thức chứ, đúng không? Rồi các bạn nghe kiện thám tử cao nói rồi gì? Rồi bây giờ tới tôi nè, nha. Bây giờ tới tôi đây nè. Chơi là chơi hết mắt luôn. Đúng không? Cái bài đó bài thứ nhất đúng không? Cái bài thứ hai tôi nói nè, đúng không? Đây. Chơi hết mắt luôn. Bịt mặt lại. Cái đó mới là để nói chứ. Cho nên tôi đồng ý quan điểm. Cứ đưa cái hộ chiếu đóng dấu cái kịch vô đó rồi ta. Kiểu đó thì thám tử cao nó phải bỏ ra 120 triệu. Lấy móc hết tiền YouTube của nó. Nó không bỏ tôi sẽ dí nó ra. Bỏ ra 120 triệu đàng hoàng. Cô đang dẫn dắt bà lùa gà. Thất vọng về cô quá. Đâu cô dẫn dắt mà cô nói đúng mà. À, các bạn thấy rất rõ không? Tôi nói gì? Tôi nói là cứ đóng, cứ tới đó nhập cảnh, đưa hộ chiếu, đóng dấu cái kịch và live stream tại đó. Thiền thám tôi cao nó phải chung 120 triệu thôi. Ồ, nãy giờ tôi nghe, tôi bắt các bạn nghe, nãy giờ tôi nói có cái câu nào mà tôi chung không? Tôi nói là thằng thám tử cao nó phải chung 120 triệu thôi, nếu nó không chung thì tôi sẽ dí nó. Đúng không? Nghe lại. Nè, mấy kia, mấy bạn kia, mấy bạn trẻ kia. Trẻ bằng già gì đó, mấy bạn hồ đồ nghe cho kỹ đây. Cái mặt mình ra không hay bịt mặt lại. Đó. Cái đó mới là để nói chứ. Cho nên tôi đồng ý quan điểm. Cứ đưa cái hộ chiếu đóng dấu cái kịch vô đó rồi ta. Kiểu đó thì thám tử cao nó phải bỏ ra 120 triệu. Đó, đúng rồi không? Bạn nói không? Tôi nói là like mà có dám đưa cái mặt mình ra không? Hay là bịt cái mặt mình lại? Cái mặt còn không dám đưa ra mà. À, rồi cứ đưa hộ chiếu ra đóng dấu cái kịch một cái thì thám tử cao nó phải chung 20 triệu thôi. 120 triệu thôi. La nhập cảnh đó, mình đi vào mình nhập cảnh là mình đưa hộ chiếu mình đóng dấu cái cụp vô. Mà nếu thám tử cao nó không chung thì tôi sẽ dí nó.
tôi nói rất rõ mà. Chứ nãy giờ tôi có thấy là các bạn có thấy cái bài cái chữ nào mà tôi nói là tôi chung không? Nếu mà điều kiện thứ nhất của thằng Thám Tử Cao đưa ra, hồi nãy các bạn nghe Thám Tử Cao nói gì nhỉ? Đi vào nhập cảnh bằng đường máy bay ha, à, rồi đưa like tại chỗ nhập cảnh đó, rồi đưa cái hộ chiếu mà mình đã đóng dấu nhập cảnh vào thì nó sẽ chung 120 triệu. Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai, hoặc là điều kiện đó, hoặc điều kiện thứ hai là nó ngồi nó live stream ngay tại nhà nó. Ủa nếu mà mình đi đường chui, như giả sử như tôi hỏi các bạn, nếu mình đi đường chui vào mình không vào nhập cảnh được thì mình live stream ngay tại nhà mình đi. Thám Tử Cao nó chỉ yêu cầu live stream tại nhà thôi, nó đâu có yêu cầu đưa cái hộ chiếu nhập cảnh đâu. Tại sao không dám live stream tại nhà? Tại vì live stream tại nhà sợ nó định vị rồi tụi kia nó vô nó úp sọt à. Đúng là Thám Tử Cao nó gài đó, live stream tại nhà đó định vị một cái cụp là tụi kia nó úp sọt lên. Cho nên không dám, thậm chí ngồi trên ô tô mà live mà đang thấy xa xa bóng dáng gì là bắt đầu là đã xuống live rồi. Sợ định vị rồi. Có đúng không? Có đúng không? Nãy giờ các bạn nghe có câu nào tôi nói là tôi chung 120 triệu không? Hả? À? Cái thằng bông cá cảnh gì đó mày lên mày nghe coi có cái nào 120 triệu tao nói không? Mà mày cộng vô 240 tiền 120 triệu chứ đâu phải là 120 ngàn hay 120 đồng đâu, mày cộng ngon lành vậy mày. Hả? À? Chừng nào mà tôi có nói các bạn, nãy giờ các bạn nghe tôi có chữ nào câu nào nói không? Cái này là tôi cắt ra trong hai clip, tôi còn nguyên hai clip gốc á. Mà hai cái bài này là hai cái bài là cái con Loan nó đưa lên trên cái Facebook đó. Có không? Có nghe được tiếng Việt không? Tao nói tiếng Việt nha, tao không có nói tiếng Miên, tiếng Lào gì hết nha. Nghe tiếp lại nè. Thì Thám Tử Cao nó phải bỏ ra 120 triệu. Lấy quan điểm. Cứ đưa cái hộ chiếu đóng dấu cái kịch vô đó rồi ta. Kiểu đó thì Thám Tử Cao nó phải bỏ ra 120 triệu. Lấy móc hết tiền YouTube của nó không bỏ tôi sẽ dí nó ra, bỏ ra 120 triệu đàng hoàng. Cô đang dẫn dắt bà lùa gà thất vọng về cô quá. Các bạn thấy không, tôi nói nếu nó không bỏ ra 120 triệu cho đàng hoàng, nếu không tôi sẽ dí nó. Tôi nói rất rõ ràng vậy mà, thực hiện đúng theo cái yêu cầu nó đi. Một là dày, hai là kia, nếu mà không đúng thì nó không bỏ tiền ra tôi sẽ dưới nó. Bây giờ một số bạn vô nói tôi là bà phải chung 120 triệu là sao? Rồi cái con nào đó ngồi bên đó thì không dám nổ mà về đây nổ lên mạng đó là người lớn phải làm gương. Gương cái đầu cha tụi bay với gương cái gì đây? Gương cái gì? Hả? Mày lớn hơn Thám, nói câu đó đúng chứ không phải sai đâu. Nếu mà so về tuổi tác là lớn hơn Thám Tử Cao. Sao không làm gương cho nó coi đi. Hôm trước tôi có nói vậy nè các bạn thấy không? Tôi nói là cá là phải cá hai chiều. Làm sao cá có một chiều, bên này thua thì bên này phải chung. Mà nếu bên Thám Tử Cao thắng thì sao? Thám Tử Cao nó thắng. Rồi bây giờ mình thua người ta thắng rồi, bây giờ lên mạng mình kêu ngay một cái tập đoàn mỏ hổn lên chửi người ta, tấn công người ta hả? Để lấp liếm cái vấn đề thua của mình. Nói gì là ai thua ai thắng, các bạn thấy ai thua ai thắng rồi. Hả? Đó, tôi đưa bằng chứng là chứng minh vậy đó. Rõ ràng các bạn thấy không? Vậy thì ai thua ai thắng ở đây? Người ta thắng á, người ta thua thì người ta phải chung 120 triệu cho nó. Mà bây giờ nó thua thì nó kêu tập đoàn mỏ hổn, tập đoàn đích ảo đi khủng bố người ta để mà che lấp cái thua của nó. Chơi vậy hả? Chơi vậy, nói như cái anh gì, anh Huy gì nói chơi vậy giờ quê ta không còn. Tại vì người Việt Nam không có kiểu đó các bạn. Người Việt Nam uy tín, không có ai đi làm ăn ba cái kiểu mà tào lao miếng lao vậy đâu. Đó, tôi chứng minh rõ ràng cho các bạn thấy không? Nói hình ảnh luôn chứ không có cần, lời nói hình ảnh luôn chứ không có cần phải nói. Rồi bây giờ mấy cái like của bà chị bên Campuchia đó, ở bên Malaysia đâu đưa lên. Tại vì cho một yếu tố á, thí dụ bà chị đưa A, thằng Thám Tử Cao đưa B, hai bên rồi, chị đồng ý với em chốt kèo, em đồng ý chị chốt kèo. Bây giờ tôi nói thật sự các bạn là cái đó không có giá trị, bởi vì không có người nào chốt kèo hết. Nói xong mà đang nói nửa chừng bỏ chạy, lấy đâu ra mà chốt kèo. Bây giờ đòi cái gì? Hả?
Ôi tụi đó giờ nó vô bạn Loan Nguyễn ơi, nó giờ nó vô mê hùng trận rồi, nó vô thế rồi, nó bắt buộc giờ tụi kia điều khiển nói gì phải nói nghe theo. Tụi nó vô thế hết rồi. Cái nè đó, giờ tôi đưa bằng chứng lên hết á. Trong cái này nó có một cái câu nào mà tôi nói là tôi nói thí dụ như thằng thám tử Cao không chung là tao chung hoặc là tao sẽ chung thêm thế này nọ, các bạn thấy tôi có nói nữa. Tôi không hề nói gì hết. Tôi nói cứ thực hiện theo yêu cầu của ông thám tử Cao đi. Nếu mà nó không, nó thực hiện đúng như vậy mà nó không làm, nó bỏ chạy là tôi sẽ dí nó. Đấy là tôi con mà, bản gốc con mà. Trời các bạn nó lấy nó cắt clip này rồi nó ghép kia mấy giây nó ghép lại, thôi tụi bay dẹp mấy cái trò ma đi. Tôi đâu tuyên bố là tôi không có xài TikTok mà tôi cũng không có xài Facebook, cho nên cái đó không phải là chính chủ mà toàn cắt ghép, mà ai cắt ghép là người đó phải chịu trách nhiệm về cái phần cắt ghép của mình trước pháp luật. Còn những cái người mà đi lên đấu với người khác, nói người khác mà dựa trên cái cắt ghép để mà nói, đó là một loại ngu. Trình độ quá thấp không có. Nó mới dựa cắt ghép mà đem lên mạng nói. Tưởng lời nói mình có giá trị, mình nói gì cũng phải nghe, tại vì có cái bọn ngu ngốc thì nó mới chạy theo nó nghe mình chứ ai mà đi nghe mình. Phải không? Đúng rồi, bạn Nguyễn Đẹp nói đúng nè, nói xong là bỏ chạy. Đang like nói nữa chừng chưa xong cái tắt bỏ chạy. Chưa có chốt kèo vậy ha. Nó phải nói thắng lẽ, mình phải chơi là phải chơi nắm cổ thằng thám tử Cao là phải. Ờ mày nói như vậy chơi, giờ tao thực hiện đúng như mày nói thì nhắc lại nguyên bản cái lời của nó nói. Là tao chốt đơn nghe chưa? Nói như vậy thì mới được, phải không? Mà các bạn đang nói cái bỏ chạy, đang nói cái bỏ chạy, tắt like. Cứ như tụi bay đưa những cái like clip nào của bà chị tụi bay like trên mã like đi. Nói đi. Đừng có lấy cái clip mà like hạng thương gia nha. Trời hồi xưa chứ từ bé lớn giờ chắc tụi bay giờ chưa có đâu có làm thương gia đâu mà biết đi hạng thương gia là gì. Hồi xưa giờ nếu mà nó có làm thương gia nào mà biết đi hạng thương gia là gì. Có nhiều người không có làm thương gia nhưng mà vẫn đi hạng thương gia, bởi vì hạng thương gia có nghĩa là phải bỏ số tiền nhiều. Người à, em phải chạy về đây em tốn một số tiền rất nhiều. Ủa ai biểu? Ai biểu đi về chi tốn tiền rất nhiều? Sao không có từ từ đi đường chui mà về? Đường lỗ vậy đó các bạn, đúng không? Tôi hiểu lý do tại sao phải đi đường máy bay về cho kịp ngày giờ để mà làm chuyện gì. Mấy ngày nay có chuyện gì đại sự đó các bạn hiểu rồi đó. Hạng thương gia thì chỉ cần có tiền là đi được thôi. Thương gia Việt Nam thì hơi bị khó, nhưng mà thương gia nước khác thì dễ hơn. Thương gia là sao các bạn? Đó là cái hạng ưu tiên. Bạn không phải xếp hàng, bạn đi qua rất là nhanh, kiểm duyệt nó cũng rất là dễ. Chứ sao mày tại nếu mà vậy sao nó hôm trước đi ra không chịu đi chụp chỗ quay chụp gì, đợi lên máy bay mới quay. Ủa mày ngồi trên máy bay rồi quay nó làm gì nữa chờ. Người ta cá như thế nào thì cứ làm đúng vậy đi, tự nhiên mình làm ngược lại rồi bắt người ta chung. Ừ. Đúng rồi, muốn đối chất với ban đầu là kêu đối chất với ông Kha, đối chất với ông Kha thì nó nữ ngồi với nam không được, rồi bây giờ lên nói này nó nghe. Ôi cái thằng nhỏ thằng nhất chị, mày lo cho thầy mày đi. Tối ngày cái tào lao, tụi nó tôi không có trả lời tụi nó đâu các bạn. Tôi nói lần này để cho tụi nó biết thôi, tôi không nói nữa. Còn đứa nào thích nói thì nói, các bạn cứ cứ bạn giúp giùm tôi nha. Đứa nào nói gì thì các bạn cứ tải xuống giùm cho tôi đi. Tôi sẽ làm việc. Và tôi không muốn nói tay đôi tay ba tụi này, bởi vì sao, cái thời gian của tôi nó quý lắm, tôi già tôi sắp chết rồi, cho nên cái thời gian tôi quý dành những cái việc gì mà đem lại lợi ích cho cộng đồng, còn lên ngồi nói ba cái chuyện tào lao miếng lao này tôi không muốn nói. À, cho nên tôi nói lần này là nói cho nó rõ ràng luôn, tôi đưa hình ảnh rồi lên tôi nói cho nó rõ ràng một lần, tôi không muốn nói nữa. Mình đã cay muốn lặng rồi, gió không muốn ngừng vậy mình điện nhờ người tới điện hỏi tới cô ơi cô đừng nói nữa. Ủa một mặt thì nó kêu mình đừng nói, còn một mặt thì nó lên nó chửi mình, nó cho quân cho lính nó lên nó chửi mình. Mày ngon mày lên mạng mày ngồi chửi tao đi, mày kêu quân lính mày chửi chi, chơi gì bây giờ mày đẳng cấp chứ không ăn các bạn, đúng không? Hạng thương gia đi dễ lắm, trời ơi, tại vì cái tụi này hồi xưa giờ nó chưa đi hạng thương gia, tiền nó cũng có bỏ vô họng ăn, lấy đâu đi hạng thương gia. Cho nên tôi nói lần này là tôi để chứng minh cho cả cộng đồng mạng biết, tại vì có một số khán giả đó, họ không có theo dõi nên họ không biết nó ủa cái chuyện gì vậy cô. Rồi có nhiều khi có nhiều người quen tôi hồi xưa giờ nó ủa hồi xưa giờ làm gì có cái chuyện cô nợ mà đây nó cô quỵt nó 240 triệu. Ui là trời, tao quỵt tụi bay 240 triệu tao bị đưa giấy tờ ra công an gồng cổ tao chứ có chuyện gì đâu.
Ông Nam kìa, ông đang đi làm mấy cái chiến dịch mà thu hồi nợ, mấy cái tụi mà đi đòi nợ mướn kìa đó. Bây giờ xã hội thiếu gì, công ty đòi nợ kìa, công ty thu hồi nợ kìa đó. Công ty đó cũng có mấy công ty thu hồi nợ, cũng có luật sư đàng hoàng à, chứ không có đùa đâu. Rồi bây giờ luật sư cũng lên đường luôn đó. Tao thiếu nợ tụi bay rồi, bay lên trên công ty, bay kêu công ty thu hồi nợ đi, hoặc là mày mời mấy anh CA tới nhà tao đòi nợ. Hả? Mày làm đơn mà tố cáo tao, thưa tụi anh 200 triệu đi. Đòi nợ đi. Mày đừng có lo không có địa chỉ. Mày cứ nộp đơn thưa là mấy ảnh tìm ra liền à. Mày còn mày có nói nộp đơn thì mày khỏi cần nữa, mày chờ tôi nộp đơn bà tại BC02 rồi. Tao khóa cho công an thành phố, cho công an quận tao không chơi. Mà nộp lên công an thành phố đi. Rồi tao lên nó tao gặp mặt luôn, tao làm việc với tụi bay tại công an thành phố luôn. Tao nợ tụi bay 240 triệu chỗ nào? Quỵt chỗ nào? Có giấy tờ, có chứng cứ không? Mày vu khống hay quá ha. Tập đoàn vu khống, tập bây giờ tụi bay gọi là tên cái dạng bây giờ tụi bay lại đạt tới cái mức độ gọi là khủng bố trên mạng rồi hả? Giờ khủng bố trên mạng rồi hả? Không muốn nói. Nhưng mà bây giờ phải nói một lần nha các bạn, không nói không được, phải làm một lần cho ra ngô ra khoai. Bây giờ chơi màn khủng bố. Ừ đúng rồi, tối like rồi sáng like, ở bên Malai nó sao không ngồi nhà like, ngồi nhà đó, nhà nào cũng được miễn là nhà có nhà thôi, ngồi tại chỗ live chừng tiếng là tiếng hồ như hồ tiền đó. Có hồ tiền sao nó muốn về Việt Nam, về nó muốn đi đâu đi, nó like đâu nó like, nó không sợ mà tại sao mình sợ. Làm vậy em Út nó cười chứ, tuy là nó cần gì một số gì đó nó phải làm theo mình, nhưng trong lòng nó cũng cảm thấy ủa là sao mà bà sếp của mình kỳ kỳ vậy ta. Còn nhiều chuyện khác lắm nhưng mà tôi không muốn nói mấy chuyện khác, chuyện khác để mấy người khác nói. Tôi không thích nói bởi vì tôi nguyên một năm qua tôi đã phí phạm cái thời gian. Xin thưa các bạn, tiền mất á, thì các bạn có thể tìm lại được. Bữa nay chúng ta không có tiền, mai chúng ta chịu khó làm ăn có thể được. Nhưng mà thời gian đó chúng ta đã đi qua, chúng ta không giờ lấy lại được. Và một năm qua tôi đã phí phạm, rất là lãng phí cái thời gian vào những cái chuyện vớ vẩn này. Bạn Trần Tiến, Tiến Trần vậy đó, bạn yên tâm đi, sắp tới rồi. Sống ở đâu nó cũng phải có nguyên tắc, nó phải có luật lệ chứ. Mấy anh em xã hội người ta cũng có luật của người ta và người ta chơi luật rất là đàng hoàng, chứ tụi bay đâu phải là, tụi bay đâu có đủ đẳng cấp để mà đứng vô cái hàng ngũ đâu. Phải đặc thù ai vậy? Hả? Nếu mà khôn ngoan á, mà chơi đẹp á, thì cùng nhau ra lên phường. À, có bạn nào nói vậy tôi đồng ý á. Nếu mà khôn ngoan mà chơi đẹp, mà dám chơi với nhau thì cùng nhau lên phường. À. Còn trên mạng này chỉ nói qua nói lại cãi nhau làm ồn ào làm mất trật tự, xong mà tôi ghét nhất, tôi chúa ghét là cái màn cãi nhau trên mạng xã hội đó các bạn. Đối chất ở trên mạng xã hội, đã nếu mà đối chất thì phải có người thứ ba làm chứng. Mà người thứ ba làm chứng là phải người có quyền lực, người đó phải có thể điều khiển được hai bên. Chứ lên mạng xã hội cãi được, người trên mạng xã hội làm chứng. Mạng xã hội thì người theo phe này, người theo phe kia. Làm sao làm chứng được? Muốn làm chứng thì ra cơ quan chức năng làm chứng. Lên phường làm chứng. Đối chất là phải đối chất như vậy. Đối chất lên mạng. Đối chất lên mạng cũng còn như là cái chợ cãi nhau chứ còn làm được cái gì? Người đàng hoàng ai mà như thế? Chỉ có bọn tào lao mới lao. Giờ này thích nè. Tao nói vậy nếu mà tụi bay không đồng ý, tụi bay là bên mấy người đó, người nào nói là có chứng cứ. Ok. Không lên BC02 lên phường cũng được. Ra một cái phường nào đó của quận 7 cũng được, chơi luôn. Được chưa? Tụi bay có luật sư mà sợ gì? Tôi đi một mình thôi, tôi chả cần luật sư gì hết. Chơi không? Chị Đại nói luật dân sự vô ơn tay chân chị ấy làm chứng.
Ai nói? Chị đại nào nói? Tôi chả biết, tôi chả liên quan gì tới cái bà đó, tôi mệt lắm. Ai muốn vô ơn có ơn vậy đó, tôi cũng chả biết, tôi cũng chả cần biết, tôi không quan tâm tới mấy người đó. Bữa nay tôi đang muốn để tinh thần để mà tôi làm việc cho một cái vị lãnh tụ mà tôi rất yêu quý, quên là một cái vị tướng mà tôi rất yêu quý, cả dân tộc Việt Nam yêu quý, đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mà tôi bực quá, tôi sợ tôi đang làm cái đó nó lại nửa chừng đi, tôi phải làm cái này trước đi rồi tôi làm cái đó sau. Còn đối với xã hội nó nhiều việc để mà nói, còn ông Đàm Vĩnh Hưng rồi còn bao nhiêu là việc. Nội cái tôi nói về cái thời sự và mấy cái quan chức mà mấy cái tham nhũng này nọ không đã không có đủ thời gian để mà nói rồi. Rồi còn hứa với các bạn mấy combo Phật pháp cũng chưa nói, ngày mai là sẽ nói nha các bạn, ngày mai là vô Phật đản rồi đó. Mỗi ngày tôi sẽ tặng cho các bạn một combo, tôi nói một combo. Tôi nói về Phật pháp thôi. Ai nhột nhảy dựng vô. Tôi nói chung chung thôi mà. Đúng không? Chuyện nó chưa xong vậy đâu các bạn, ở Việt Nam thì nói cho giữ vô chứ qua bên kia mà nói, cho nên là bây giờ muốn không có cần nói nha, trên mạng tôi nói bữa hôm nay là tôi không thích, tôi ghét nhất là cái vấn đề cãi vã nhau trên mạng nha. Muốn nói gì, một lên phường nói, hai ra công an thành phố nói, ok chưa? Muốn ra ngoài cứ chứng minh đi, quan có đầu nợ có chủ, cứ ra ngoài để chứng minh. Nếu tôi nợ thật sự thì cơ quan chức năng họ buộc tôi phải trả nợ, còn không thì kiện tới tòa án. Chúng ta cứ chơi luật pháp lý đi, người đàng hoàng là phải chơi theo pháp lý, theo luật chứ. Quốc có quốc pháp mà gia thì có gia huy, còn nếu mà chơi xã hội thì nó cũng có luật của anh em xã hội chứ, làm gì đâu phải luật từ cái miệng mà đẻ ra. Anh muốn nói gì mà nói trời, đi ra hỏi mấy anh em xã hội có luật có nói gì đó. Tôi nói ngày hôm qua là mấy người nói tôi tại lúc ngày hôm qua là nó coi như là nó đột xuất thôi, còn ngày hôm nay đó tôi đã đưa những cái chứng cứ lên rất rõ tôi nói như thế nào. Thằng Thám Tử Cao là cái người trực tiếp cá với mấy người bên đó là họ nói như thế nào, tôi ở giữa tôi đâu có nói gì đâu, tôi không có cá biết cái gì hết. Thế mà đem tôi vô là thế nào, tụi bay muốn đem ai nói mà đem hả? Nếu mình muốn đi chửi thuê hoặc chửi mướn mình cũng phải có bài bản hoặc kỹ thuật. Nó sẽ là, ê tụi bay nó chửi nó đi, nó đi là nguyên một cái tập đoàn tấn công, làm giống như là cái tụi mà các bạn có tưởng tượng mấy cái phim của Hàn Quốc mà phim về sát sống không, là cứ lên mà cứ ấy thôi, cứ cắn người ta một miếng lại cho người ta lây bệnh là được rồi, chứ còn không biết cái chuyện mình làm ra sao. Nó giống như là cái máy người ta chỉ đâu phải làm đấy, con người mình phải biết chứ, mình con người hơn cái con vật ở cái chỗ nào chứ, tại sao mà mình làm mình không có biết suy nghĩ gì hết trơn vậy. Mấy người đừng có nói chuyện, mấy người vô đây chửi tôi nữa, bà già này bà già kia bà già nọ. Thì mấy người chửi bà già thì tôi nghĩ không chửi, mà tôi nghĩ tôi cảm ơn các bạn đó. Bởi vì tôi già thật, tôi đâu có trẻ đâu, chừng nào tôi già mà tôi nói tôi 20 30 40 50 thì các bạn nói, hồi xưa giờ ai hỏi tôi cũng nói tôi ngoài 60 mà. Thử các bạn có sống được tới ngoài 60 như tôi không thì hả nói. Hả? Già còn được nhà nước kính trọng đó các bạn, hội người cao tuổi đó. À, đi xe cộ đều được kính trọng hết đó, chứ không có đùa ở đâu. Nhưng các bạn nói tôi già là đúng rồi, tôi cần cảm ơn nữa, đúng không? Chừng nào mà tôi nói thì đó, nó chỉ cắt đoạn đó thôi, nó không tìm hiểu. Cho nên là tôi mà đã ai mà đưa tôi rắc gì ra thật mấy à, nó đúng là căn nguyện nó đúng, nó cũng giống như là mấy con cẩu nhà mình nó quăng được cục xương là bắt đầu giành bất chấp, làm chết sống gì cũng dành cho được cục xương đó, đúng không các bạn? Đây là cho nó tụi nó biết, tôi nói là tôi nói chứng cứ đàng hoàng. Còn bây giờ nếu thích nói nữa chúng ta cùng nhau lên công an phường hoặc công an mà công an thành phố, thích đâu tới chiều đó hẹn ngày giờ đi, tôi hẹn mấy anh bên kia bên công an thành phố sắp xếp giờ làm việc luôn, nhớ đem chứng cứ đầy đủ nha, chứ đừng có chơi cái trò khủng bố này không được đâu. Đương nhiên tôi sẽ làm những cái đầy đủ, nếu mà mấy bạn cứ tiếp tục tôi cho 3 ngày, nếu tiếp tục làm nữa thì lúc đó đừng chấp. Nói chung ngày qua giờ cũng thu thập được một số chứng cứ rồi, hôm nay nó rõ đó, người thật